Trong chương trình hình học lớp 8 liên quan tới phần tứ giác, chúng ta có một định lý quan trọng để làm một số bài tập liên quan tới tính góc, đó là tổng các góc của tứ giác thì bằng 360 độ. Các góc của tứ giác đó là gì? Góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D. Thì ký hiệu các góc này nó khác nhau đi một tí, bởi vì các góc nó không bằng nhau nhá, nói chung là không bằng nhau. Thì chúng ta viết vào đây là góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D là bằng 360 độ. Chúng ta học cái điều này trong sách giáo khoa và sau này là chúng ta không phải chứng minh nữa. Còn hôm nay thì sẽ giải thích một tí. Chúng ta sẽ không cần chứng minh. Trong chương trình lớp 8 chúng ta chỉ có việc sử dụng cái định lý này để làm bài tập thôi. Tại sao? Tại sao tổng lại bằng 360? Vì lớp 7 đã học cái định lý là gì? Tổng các góc của tam giác thì bằng 180 độ. Còn tại sao lại tổng các góc bằng 180 độ thì ta lại phải xem lại phần lớp 7 để chứng minh thế nào. Và bây giờ chúng ta dùng cái lớp 7 để chúng ta giải thích cái lớp 8. Thì gọi là từ giải thích thôi nhá, để nói chứng minh thì chúng ta lại thấy không hợp lý. Tổng các góc của tam giác bằng 180 độ. Rồi, có điều này rồi, ở lớp 7. Thế thì một cái tứ giác chúng ta sẽ chia nó làm hai tam giác. Đây, để chia thế này cũng được này. Đó, chia thành hai tam giác. Như vậy là các góc bên này của tam giác này cộng các góc của tam giác này bằng 180. Vậy mình sẽ cộng hết vào thì ra 360. Nôm na nó là như vậy. Đây, thầy viết rõ nhá. Thì ký hiệu đây là góc A1, góc A2, góc C1, góc C2. Còn đây vẫn để là góc D đi. Đây để là góc B đi, được chưa? Thì thế này, xét tam giác ADC, chúng ta sẽ có là góc A1 cộng với góc D cộng với góc C1 thì bằng 180 độ. Xét cái tam giác BAC thì chúng ta có là góc B cộng với góc A2 cộng với góc C2 bằng 180 độ. Thế rồi bây giờ chúng ta cộng theo vế thì chúng ta mới suy ra cái điều gì? Đây, chúng ta cộng hết vào với nhau. Thì chúng ta ghép A1 cộng với A2 này, xong cộng với góc B này, cộng với góc D này. Đây, góc B đây, góc D đây. Cộng với góc C1, cộng với C2 này thì bằng 180 độ. Cộng 180 độ. Và chỗ này A1 cộng A2 thì ra góc A này, đây, góc B này. Chỗ này là C1 cộng C2, chúng ta nhìn đi, thì nó ra góc C của tứ giác này. Và cộng với góc D này bằng 360 độ. Đó, vậy là chúng ta đã giải thích xong cái định lý là tổng các góc trong một tứ giác thì bằng 360 độ.